Suy niệm lời Chúa hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2017, thứ ba tuần thứ sáu Phục sinh. Bài đọc hôm nay có tên là Có lợi cho anh em. Lời Chúa trong sách Gioan chương 16 câu 5 đến 11. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử, về tội lỗi vì chúng không tin vào Thầy, về sự công chính vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa, về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Lời suy niệm. Người Pháp vẫn thường nói ra đi là chết một chút. Cuộc chia ly nào cũng đem lại những mất mát buồn phiền. Khi biết mình sắp phải chia tay Thầy, các môn đệ cũng không tránh khỏi tâm trạng đó. Gần 3 năm sống bên Thầy, tuy ngắn ngủi nhưng có bao là kỷ niệm. Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy. Thầy Giêsu đã an ủi bằng cách nói rằng mình đi để dọn chỗ cho họ. Rồi thầy trò lại được chung sống bên nhau. Chuyện thầy về với cha lẽ ra phải làm họ vui sướng, vì thầy được cha tôn vinh. Nhưng lý do chính khiến thầy ra đi là nhằm lợi ích cho môn đệ. Nếu thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Rõ ràng sau khi Đức Giêsu chết, phục sinh, hiện ra nhiều lần và lên trời, sau khi các môn đệ không còn thấy Ngài nữa, thì Đấng Bảo Trợ bắt đầu đóng một vai trò quan trọng. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, sẽ làm công việc của một người thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đấng Thánh Thần giúp ta hiểu được và đến được với Thầy Giêsu. Thánh Thần như người phụ đạo tiếp nối việc giảng dạy của Thầy Giêsu. Thánh Thần còn là người làm chứng cho Thầy Giêsu nữa, để các môn đệ cũng can đảm trở nên chứng nhân cho Thầy. Thầy đi thì có lợi cho anh em. Khi Đức Giêsu hoàn tất phần công việc Cha giao cho mình, Ngài chuyển giao mọi việc còn lại cho Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. Ngài tìm điều có lợi hơn cho sự lớn lên của các môn sinh. Dù Ngài rất yêu họ và muốn được sống gần họ, Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Đức Giêsu đến với môn đệ bằng việc sai Thánh Thần. Đúng là họ sẽ chẳng bao giờ mồ côi, vì họ đã có một Đấng Bảo Trợ. Trong cuộc sống lắm khi người Kitô hữu thấy Chúa Kitô như vắng mặt, buồn chán, thất vọng, xao xuyến, sợ hãi, khô khan chiếm lấy lòng mình. Không phải lúc nào cũng thấy Chúa gần bên, ấm áp và thân thiện. Những lúc khó khăn đó lại có thể là dịp để ta tập yêu Ngài cách nhưng không. Tin Ngài chỉ tìm điều có ích hơn cho ta. Và kiên nhẫn đợi chờ quà tặng bất ngờ do Ngài gửi đến. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến như cơn gió mát thổi vào đời con, thổi vào giáo hội, thổi vào thế giới để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát. Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, chảy vào giáo hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp khô cằn cứng cỏi và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con.
Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng, chiếu sáng đời con, chiếu sáng giáo hội, chiếu sáng thế giới, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng tình yêu. Amen.